TV Ánh Sáng Tin Mừng với Trần Thái, Mộng Tuyền, Thanh Hằng, Thanh Thảo cùng quý anh chị em thực hiện chương trình. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Qua chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay, chúng tôi trân trọng kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến luôn được tràn đầy niềm vui, sự bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa và sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2024, Chủ nhật thứ 5 Phục sinh 5B. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: Lời Nguyện Đầu Giờ, Sứ Điệp Tin Mừng, Thánh Nhạc Phụng Ca, Tin Giáo Hội Hoàng Vũ, Mái Ấm Gia Đình và sau cùng là Phép Lành Hỏi Thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng giàu lòng thương xót, những lời nguyện cầu tha thiết cho giáo hội, cho thế giới, cho mọi gia đình và mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu Kitô Chí Thánh, xin ban cho chúng con niềm tin vào Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, để chúng con luôn biết sống giữa thế gian theo con đường của Chúa, và chúng con luôn can đảm làm chứng cho tin mừng của Chúa bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn biết giúp đỡ và an ủi tha nhân như Mẹ. Hầu ngày sau, chúng con sẽ được sống viên mãn cùng Mẹ trên thiên đàng. Và nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng luôn biết nhiệt tâm phụng sự Chúa và tha nhân với tất cả lòng khiêm nhường và nhiệt thành, để hạt giống tin mừng nước Chúa được lan tỏa khắp nơi. Nguyện xin Chúa Cứu Thế ban muôn ân lành hồn xác xuống trên toàn thể quý khán thính giả và gia quyến đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhân nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhân nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con, cũng như nhân nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhân. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cho Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, nhiều người trong chúng ta quen thuộc với câu chuyện buồn của người da đỏ kể về một chàng trai trẻ tìm thấy một quả trứng đại bàng và bỏ nó vào tổ của một con gà mẹ. Đại bàng con nở ra cùng đàn gà con khác và chúng nó lớn lên. Suốt đời con đại bàng cứ tưởng mình là con gà
và chỉ làm những việc mà gà làm. Nó cạo đất để lấy hạt và côn trùng để ăn. Và nó bay cách mặt đất không quá vài thước với đôi cánh đập mạnh như những con gà khác. Nhiều năm trôi qua, chú đại bàng bất hạnh đã già đi. Một ngày nọ, nó nhìn thấy một con chim tuyệt đẹp ở trên bầu trời đang gợn mây. Bị thu hút với vẻ uy nghi, duyên dáng trên những luồng gió mạnh với đôi cánh vàng mạnh mẽ. Chú đại bàng thốt lên, thật là một con chim đẹp. Và nó nói với những người hàng xóm của nó, đó là một con đại bàng, loài đứng đầu của loài chim. Người hàng xóm trả lời, mày đừng bận tâm đến nó nữa. Mày sẽ không bao giờ có thể giống nó được. Vì vậy, con đại bàng tội nghiệp không bao giờ để ý đến nó nữa và chết vì cứ tưởng nó là một con gà. Câu chuyện đáng sợ này nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì chúng ta xác định chính mình. Con người giống như cành nho. Chúng ta cần một cây nho để ghép và đâm rễ vào nó. Cây nho mà chúng ta được ghép và đâm bén rễ vào sẽ tạo điều kiện cho chúng ta nhận ra bản thân mình. Những kỳ vọng mà chúng ta đặt ra ở bản thân và giới hạn thành tích mà chúng ta đặt ra cho chính mình. Cây nho thì rất nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Mỗi loài đều thu hút lòng tin và sự trung thành của chúng ta. Chúng phát xuất dưới mọi hình thức như là chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa cộng sản hoặc là chủ nghĩa tôn giáo. Chủ nghĩa vật chất, niềm tin, quyền lực và chủ nghĩa cá nhân là những loài cây nho rất là phổ biến nhất trong thời đại của chúng ta. Một khi chúng ta tự nhận mình với những cây nho giả này, nó sẽ ngay lập tức tạo điều kiện và quyết định cho chúng ta nhìn nhận bản thân mình cũng những gì chúng ta làm với cuộc sống của mình. Những người Do Thái mà Chúa Giê-xu nói đến trong Tin Mừng hôm nay biết rõ về cây nho mà họ phải ghép và đâm rễ vào. Nhiều lần trong Cựu Ước, Israel được gọi là cây nho mà bàn tay Đức Chúa đã trồng. Người Maccabi thậm chí còn đúc một đồng xu trong đó cây nho được dùng để tượng trưng cho Israel. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu tuyên bố bây giờ Ngài là cây nho, họ sẽ hiểu đó là một lời mời gọi chuyển lòng tin và sự trung thành chính yếu của họ vào lời dạy và con người của Chúa Giê-xu. Để chắc chắn rằng họ hiểu được điều đó, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng người không chỉ là cây nho mà là cây nho thật. Vâng, chữ thật theo tiếng Hy Lạp ở đây biểu thị những gì có thật, xác thực và hợp lệ. Eleithinos. Trái ngược với những gì thiếu sót, không hoàn hảo hoặc sai lầm. Chấp nhận Chúa Giê-xu là cây nho đích thực mà cuộc sống của chúng ta được ghép và bén rễ vào đó là hàng đầu trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó không thể thiếu và sai lầm được khi chúng ta ghép và bám bén rễ vào cây nho Giê-xu. Con đại bàng bị lạc lối trong câu chuyện cũng giống như một cành được ghép vào một cây nho giả hoặc không hoàn hảo. Đó là lý do tại sao nó vẫn sai lầm hoặc không hoàn thiện trong cuộc sống
cuộc đời của nó. Nếu một con chim khôn ngoan nói cho nó biết sự thật về bản thân của nó sẽ chuyển từ nhận dạng mình từ một con gà sang một con đại bàng. Sự thay đổi căn bản trong sự hiểu biết về bản thân sau đó sẽ cho phép nó tạo ra trong cuộc sống của mình những chiến công kỳ diệu mà loài đại bàng được biết đến. Vâng, kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, ngày nay lời khôn ngoan của Chúa đang được gửi đến chúng ta. Hãy ngừng tự nhận mình với những chủ nghĩa cá nhân, quốc gia, địa vị xã hội hoặc kinh tế, chủng tộc hoặc tôn giáo. Đúng hơn, chúng ta nên nhìn nhận chính mình theo nghĩa hiệp nhất với Chúa Kitô, cũng như cành nho và cây nho là một. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể sinh hoa trái tốt, cùng loại hoa trái mà chính Chúa Kitô sinh ra. Chúng ta biết câu chuyện cảm động về Đức Hồng Y Worsley, người dưới thời vua Henry thứ 8 của nước Anh. Ngài đã trung thành với nhà nước hơn là với Chúa. Trên giường bệnh, ông đã để lại cho chúng ta những lời khôn ngoan này: nếu tôi siêng năng phụng sự Đức Chúa như tôi đã làm với vua, thì Ngài sẽ không phó mặc tôi với bộ tóc bạc. Cuộc đời của Đức Hồng Y giống như cuộc đời của chú đại bàng bất hạnh trong câu chuyện. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta biết rõ hơn, ghép và đâm rễ chính mình như cành nho vào cây nho đích thực là Chúa Giêsu Kitô. Ngài là cây nho ngập tràn nhựa sống thần linh. Nhựa sống ấy chính là nơi mình và máu người hiện diện trong bí tích thánh thể. Chúng ta hãy mau mắn đến với Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể để kính múc nhựa sống thần linh ấy. Đồng thời, hãy để cho lời Chúa cắt tỉa và rửa sạch những gì là xum xuê, là tươi tốt của những cành nho không sinh lợi. Đó là những đam mê, những dục vọng, những đố kỵ, ghen tương. Cắt tỉa và rửa sạch những cành nho ấy, chắc chắn chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn và vui sướng hơn vì chúng ta được gắn liền, kết liền mật thiết với Chúa trong tình yêu của Ngài. Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành và ban muôn ơn lành hồn xác cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Amen. Thank you.
Các giám mục Ấn Độ lên án nhóm Ấn giáo tấn công trường học và linh mục Công giáo. Tin Ấn Độ. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã đưa ra một tuyên bố lên án một nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công bạo lực vào trường trung học Anh ngữ Mẹ Teresa ở bang Telangana. Nhóm này đã hành hung linh mục hiệu trưởng của trường là cha Jason Joseph, khi vị này yêu cầu một số học sinh mặc y phục Ấn giáo phải thay bằng đồng phục nhà trường hoặc báo với phụ huynh đến gặp. Thế là trong vòng một tiếng đồng hồ, một nhóm côn đồ đông đến 500 người vây quanh và đánh đập cha Joseph. Ngoài ra, bọn này còn phá hoại trường học và tấn công các thầy cô và nhân viên nhà trường. Trước đó, bọn côn đồ ném đá vào tượng thánh Teresa Calcutta đặt ở cổng trường. Sau cuộc tấn công, cảnh sát tạo ra sự căm phẫn, nơi các Kitô hữu khi đâm đơn khởi tố hình sự chống lại nhà trường và ban giám đốc, cáo buộc họ xúc phạm tình cảm tôn giáo và thúc đẩy sự thù địch giữa các nhóm tôn giáo. Trường Trung học Anh ngữ Mẹ Teresa Calcutta có 1.000 học sinh ghi danh, trong đó 80% theo Ấn giáo, 10% theo Kitô giáo và 10% theo Hồi giáo. Các giám mục Việt Nam họp hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024, tin Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2024 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vĩnh Long, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 2024, tham gia hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và 29 giám mục đang phục vụ tại 27 giáo phận tại Việt Nam. Trong hội nghị, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã chia sẻ về kết quả chuyến viếng thăm Việt Nam vừa kết thúc trước đó của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh,
cùng dự kiến chuyến thăm Việt Nam của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và khả năng viếng thăm Việt Nam của Đức Thánh Cha Francisco. Ngoài ra, các giám mục đã thảo luận và đưa ra một số quyết định, trong đó có việc thiết lập tiểu ban tư vấn bảo vệ trẻ vị thành niên do Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ của giáo phận Nha Trang làm trưởng tiểu ban, ban hành những quy định về thủ tục hôn phối áp dụng cho toàn giáo hội Việt Nam, và nâng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam tại sở kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội thành trung tâm hành hương toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam. Số đại biểu công giáo tại Quốc hội Hàn Quốc lên tới mức kỷ lục. Tin Hàn Quốc, số đại biểu công giáo tại Quốc hội khóa mới ở Hàn Quốc lên tới mức kỷ lục. 80 người trên tổng số 300 đại biểu, theo kết quả cuộc bầu cử ngày 10 tháng 4 vừa qua. Trong số 52.620.000 dân tại nước này, có 11,3% tín hiệu công giáo. Trong quá khứ, Hàn Quốc đã có hai tín hiệu công giáo làm tổng thống, đó là ông Kim Dae-jung từ năm 1998 đến năm 2003, và ông Moon Jae-in từ năm 2017 đến 2022. Trước cuộc bầu cử vừa qua, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã gửi đến tất cả các đảng phái một bản 43 câu hỏi, xin họ bày tỏ lập trường và những vấn đề chính trong số những điều cần làm về chính trị và đất nước. Ngày 28 tháng 3 sau đó, các giám mục đã phổ biến các câu trả lời và nhắc nhở rằng giáo hội công giáo luôn dạy rằng các giáo dân không bao giờ được từ chối việc tham gia trong chính trị và họ được kêu gọi thăng tiến công ích trong các cơ quan kinh tế, xã hội, lập pháp, hành chánh và văn hóa. Các giám mục Hoa Kỳ nói rằng giới chủ nhân không nên bị ép buộc tạo sự dễ dàng cho việc phá thai. Tin Hoa Kỳ, hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chỉ trích một quy định mới của chính quyền Tổng thống Biden buộc giới chủ nhân, kể cả giới chủ nhân là các tôn giáo, phải cho nghỉ phép đối với các nhân viên muốn phá thai. Trong một tuyên bố, Đức cha Kevin Rowe của giáo phận Fort Wayne South Bend ở tiểu bang Indiana, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng không người chủ nào nên bị ép buộc tham gia vào quyết định của một nhân viên muốn kết thúc tính mạng con mình. Đạo luật công bằng cho nhân viên mang thai do Quốc hội lưỡng đảng đã thông qua trước đây là một luật ủng hộ sự sống nhằm bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người phụ nữ mang thai và thai nhi trong bụng. Vì thế, thật không thể nào bên vực được khi Ủy ban về cơ hội công việc đồng điều của liên bang đã bẻ cong luật này theo cách thức vi phạm lương tâm của những người chủ khi buộc họ phải tạo thuận lợi cho việc phá thai. Tưởng niệm những người công giáo bị sát hại dịp lễ Phục sinh, vào 5 năm trước đây, giáo hội Sri Lanka muốn mở án phong chân phước tử đạo. Tin Sri Lanka, hôm 21 tháng 4 vừa qua, các giáo phận ở nước Sri Lanka đã dâng thánh lễ, rung những hồi chuông và để ra 2 phút thinh lặng nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của các cuộc tấn công vào dịp lễ Phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019. Lúc đó, 8 tên khủng bố ôm bom tự sát đã tấn công 2 nhà thờ công giáo, 1 nhà thờ tin lành và 3 khách sạn sang trọng, khiến 269 người bị thiệt mạng và làm hơn 500 người khác bị thương. Có 171 người công giáo bị chết khi tham dự thánh lễ Phục sinh ở nhà thờ Thánh Sebastiano và nhà thờ Thánh Anton. Nhân kỷ niệm 5 năm biến cố bi thảm này, hơn 50.000 tín hữu đã ký tên trình cho Đức Hồng Y Tổng Giám mục Albert Malcolm Rangit của Tổng giáo phận thủ đô Colombo xin mở án phong chân phước tử đạo cho 171 tín hữu nạn nhân. Được biết, Đức Hồng Y Rangit đã chuyển yêu cầu đến Bộ Phong Thánh ở Vatican để bắt đầu giai đoạn giáo phận
trong tiến trình tuyên phong chân phước này. Nhân ngày trái đất, Đức Phanxicô kêu gọi trách nhiệm, tin Vatican. Khi toàn thế giới kỷ niệm ngày trái đất vào thứ Hai ngày 22 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời kêu gọi khẩn cấp của Ngài về hành động táo bạo vì ngôi nhà chung và hòa bình thế giới. Ngày Quốc tế Trái đất được thành lập vào năm 1970 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những thách thức to lớn của môi trường mà hành tinh đang phải đối mặt và huy động các nỗ lực để giải quyết chúng. Ngày này là cơ hội để các cá nhân, cộng đồng, tổ chức và chính phủ cùng nhau tham gia các hoạt động khôi phục hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học, nhằm bảo tồn hành tinh cho các thế hệ tương lai. Trong một thông điệp được đăng trên nền tảng xã hội X, Đức Thánh Cha lưu ý rằng thế hệ hiện nay đã để lại rất nhiều của cải, tiền tệ cho các thế hệ tiếp theo, nhưng lại làm rất ít để bảo vệ hành tinh. Ngài cũng gợi lên mối liên hệ giữa các vấn đề môi trường hiện nay và nhiều cuộc xung đột đang hoành hành trên thế giới. Đức Thánh Cha nói rằng hồng ân lớn lao của các nhân đức đối thần là tác động của Chúa Thánh Linh. Tin Vatican, sáng thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024, trong cuộc tiếp kiến chung với hơn 20.000 tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài về các nét xấu và các nhân đức. Bài thứ 16 này tựa đề là Đời sống ơn thánh theo Thánh Linh. Đức Thánh Cha nói, trong tâm hồn mỗi người nam nữ có khả năng đón nhận sự thiện. Chúa Thánh Linh được ban để ai đón nhận người thì có thể phân biệt rõ ràng thiện và ác, có sức mạnh để gắn bó với điều thiện và tránh điều ác. Tuy nhiên, người Kitô hữu còn được sự phù trợ đặc biệt của Chúa Thánh Thần, được thực hiện với ơn của ba nhân đức hoàn toàn là Kitô giáo, đó là đức tin, đức cậy và đức mến. Các nhân đức này gọi là đối thần hay hướng thần vì chúng được lãnh nhận và sống trong tương quan với Thiên Chúa. Nếu chúng ta cởi mở tâm hồn cho Chúa Thánh Linh, thì Người khơi dậy trong chúng ta những nhân đức đối thần. Khi ấy, nếu chúng ta đã mất lòng tín thác, Thiên Chúa lại mở ra cho chúng ta đức tin. Nếu chúng ta nản chí, Thiên Chúa thức tỉnh trong chúng ta đức cậy trông. Nếu con tim chúng ta trở nên cứng cỏi, Thiên Chúa làm cho nó mềm dịu nhờ tình thương của Người. Phim mới Anh hùng thầm lặng nhấn mạnh sức mạnh niềm tin và gia đình. Tin Hoa Kỳ, vào ngày 26 tháng 4 vừa qua, phim Unsung Hero đã được trình chiếu tại các rạp chiếu bóng ở Hoa Kỳ. Phim kể về một câu chuyện có thật về anh David Smallbone đã từ giã quê hương Úc Đại Lợi sau khi công ty sản xuất âm nhạc từng thành công của anh bị thất bại. Anh đã đưa người vợ Helen đang mang thai và 6 người con nhỏ đến thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Trong khi hành trang mang theo chỉ là những bộ quần áo trong vali, nhờ có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, cô vợ Helen đã giúp chồng con biết dũng cảm vượt qua nhiều khó khăn, để rồi từ đó 3 trong số 7 người con đã thành công trong làng âm nhạc với những bài ca nổi tiếng và đoạt 5 giải thưởng Grammy. Phim nói về sức mạnh của niềm tin và gia đình. Đó là lý do tại sao một trong những lời nói của mẹ Thánh Teresa Calcutta được xuất hiện ở cuối cuốn phim, đó là nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình. Vân, Quốc Vinh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng tôi được đến với quý khán thính giả qua tiết mục Máy Ấm Gia Đình do Linh Mục Anthony Đào Quang Chính phụ trách trong phòng đang có sự hiện diện của cha. Chúng con kính chào cha, anh Quốc Vinh và chị Mai Vân.
Con xin kính chào cha Mai Quỳnh và anh Quốc Vinh. Xin kính chào cha chị Mai Vân, chị Mai Quỳnh. Xin kính chào chị Mai Quỳnh, chị Mai Vân và anh Quốc Vinh. Và xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình. Dạ, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nói về vấn đề sống thánh thể, thánh lễ và cùng giáo hội hiệp hành trong vấn đề đó, phải không thưa cha? Đúng rồi, trong cái phần hiệp hành mà để hiểu biết về thánh lễ đó, thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói là một trong những cái vấn nạn lớn bây giờ mà hay cãi nhau nhiều đó là tiêu chuẩn nào để rước lễ và để không cho rước lễ, chứ không phải là không muốn rước lễ. Đâu là cái tiêu chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng như thế nào? Thì chúng ta biết là nhiều người cũng rất là không có vui mà thấy là bị hoang mang đó, là ông Biden. Ông ấy là người, ai cũng biết ông là người chủ trương phá thai. Yeah, ông đi lễ thì các cha vẫn cho ông rước lễ như thường. Nhưng mà lại có một cha khác nói rằng là nếu mà ông có tới nhà thờ của tôi đó, thì tôi không cho ông rước lễ. Rồi ngay cả trên địa phận đó, thì cũng có một vị tổng giám mục nói rằng là bà Pelosi, vì bà là người chống phá thai như vậy, cho nên bà ấy không được phép rước lễ trong tổng giáo phận, trong giáo phận của ngài. Thế thì bây giờ nếu mà ông, nếu bà Pelosi rồi ông Biden họ đi sang cái địa phận khác thì họ được rước lễ hay không? Đó là cái gọi là cái hoang mang thứ nhất. Hoang mang thứ nhì đó là xem ra thời ông Biden, ông gặp Đức Giáo Hoàng, gặp xong rồi ông ấy trở về thì ông ấy nói rằng là Đức Giáo Hoàng với tôi có nhiều điểm rất là chung với nhau, thí dụ như thể là nhân quyền, bác ái, rồi là giúp cho những người di cư, người thiểu số. Nhưng mà chúng tôi tức là Đức Giáo Hoàng với là ông Biden không có bàn một chút nào về chuyện phá thai. Mà người ta lên án Đức Giáo Hoàng luôn nữa. Người ta nói là vị Giáo Hoàng này có vẻ hơi lạ đời. Vì lẽ ra cái dịp đó là nên là cái dịp để mà sửa sai ông Biden. Thì ngài lại không có sửa sai Biden. Mình không biết là thực sự là hai vị nói chuyện với nhau như thế nào, mình không biết này. Nhưng mà ông Biden thì ông ấy kể như vậy. Rồi cái một cái hoang mang khác nữa mà làm cho nhiều gia đình cũng khổ sở, khó khăn lắm, đó là cái con cái của mình hay là bạn bè của mình đồng tính luyến ái, có nên cho họ rước lễ hay không? Trong khi rất là nhiều người gọi là đạo rối đó, chữ rối thì nghe nó hơi nặng nề một chút xíu, nhưng mà Việt Nam mình dùng chữ đạo rối đó, là người ta bị chuyện trục trặc về vấn đề hôn nhân, thì lẽ ra phải thương họ hơn chứ. Nhiều khi họ bị bỏ rơi là vì chồng, là vì vợ bỏ rơi, hay là vì không phải bỏ rơi nữa, họ không thể sống được thì họ phải bỏ nhau để lập gia đình người khác, thì mình gọi là đạo rối. Những người đạo rối họ mơ ước được một rước lễ lắm, thì lại không được phép rước lễ, và họ cũng không dám đi lễ nhà thờ địa phương nữa, sợ thành gương mù, phải đi lễ một nhà thờ thật là xa. Thì đâu là tiêu chuẩn, mình không còn thấy nó rõ rệt như trước nữa. Đây là vấn đề mà chúng ta thấy rằng là những cái ngày xưa đó không còn dễ dàng như thời bây giờ. Thời xưa thì mình chỉ nghe thế này này, sạch tôi trọng. Đó là tiêu chuẩn đầu tiên để được rước lễ. Thứ nhì là ý ngay lành, tiêu chuẩn thứ hai được rước lễ. Thứ ba đó là cái phần phụ thêm thôi đó, đương nhiên là phải đi lễ, tức là đi dự lễ của ngày hôm đó, đủ tiêu chuẩn rước lễ. Thứ bốn là mình hoặc là giữ chay tức là mình không ăn uống gì đó. Có khi thì thời tôi còn nhỏ đó là phải giữ chay từ lúc nửa đêm cho tới khi về sáng. Đấy là hồi còn nhỏ thì tôi thấy như vậy, cho nên tôi vì sau lớn lên thì thấy thương các cha lắm. Nhiều cha mà phải làm 2-3 lễ, rồi là cái lễ cuối đó, tôi tại sao mà hay có lễ sớm. Lễ cuối thì nhiều khi khoảng 8 giờ, 9 giờ đấy, thì phải nhớ là các ngài phải không đã uống gì từ nửa đêm cho tới 9 giờ thì chắc là cũng hơi mệt đấy. Vì sau thì giáo hội bớt lại còn là 3 tiếng, bây giờ bớt lại còn 1 tiếng. Nhưng 1 tiếng thì người ta cũng chẳng cao nữa. Nhiều khi nó vừa mới ăn uống nhậu nhạt xong cái nó chạy tới nhà thờ lễ chặt đầu chặt đuôi đi. Còn lại có được nửa tiếng cũng lên rước lễ như thường, vẫn thấy sốt sáng như thường. Cũng ăn xin gôm trước khi ăn xin gôm bỏ ra. Ôi, cái đó là cái rầu rĩ đi lễ mà còn ăn xin gôm nữa.
Rồi, rồi phải ông cha xứ hay là ông cha đâu phải nhắc ông bảo chứ đừng có nhai chúa với sinh gôm nhá. Bây giờ tỉnh mới bỏ sinh gôm ra chẳng hạn. À, thì những cái tiêu chuẩn ngày xưa bây giờ hình như là nó hơi khó áp dụng rồi. Thế thì trước hết là khi mà để chúng ta biết thêm về tiêu chuẩn nào để rước lễ và để không nên rước lễ hay là không cho rước lễ đấy, thì các chị nghĩ như thế nào những cái tiêu chuẩn theo như anh các chị nghĩ thôi, chứ tôi chưa có nói tới giáo hội. Theo như mình nghĩ thì mình nghĩ như thế nào đây? Dạ thưa cha, khi mà mình nói đến sạch tội đó, thì những cái con người nào mà người ta phạm những cái tội giống như là phá thai, ủng hộ phá thai là đâu có phải là vô tội đâu, họ có tội. Nhưng mà khi mà mình nói như vậy, tức là mình không có được phạm trong những cái lĩnh vực như vậy. Thí dụ như ông Biden, ông chủ trương, hay là bà Pelosi, bà chủ trương phá thai, thì không phải là không có tội, là tội trọng nữa chứ đừng có nói. Nhưng mà nếu mà đi lên nước lễ như vậy thì họ phạm cái tội phạm thánh nữa, vừa không được rước lễ mà họ cứ việc đi lên là họ phạm tội, mà cộng thêm cái sự phạm thánh nữa. Mình không có cần phải nói giữa họ và Thiên Chúa sạch hay không sạch. Trước mắt mình người ta nói họ sạch, họ nói họ sạch, nhưng mà đối với họ và Thiên Chúa thì họ có sạch hay không thì đó là một cái chuyện khác. Đó, cái vấn đề thứ nhất là phải sạch tội. Con đồng ý với cha một cách 100%. Nhiều khi con thấy mình cũng bất xứng lắm, nhiều khi mình không có chuẩn bị trước khi mà mình rước Chúa, mình không có chuẩn bị sẵn sàng. Mồi nhiều khi mình khát nước quá, nhiều khi người bị bệnh đó cha, mình cũng phải uống một chút xíu cho nó có tí đường, cho nó khỏi bị chóng mặt nó. Thì con nghĩ Chúa cũng chả chấp những cái chuyện đó như vậy, nhưng mà cái tấm lòng thành của mình thôi, giữa mình và Thiên Chúa thì đó là ý kiến của con. Chị Vân, con thì con thấy là cái tiêu chuẩn lúc nào phải là sạch tội trọng, không có tội trọng, rồi có lòng ao ước rước mình Thánh Chúa. Và giáo hội giờ ra có một tiếng đồng hồ để giữ chay, mà giữ không được thì chắc còn đấy con cũng bó tay đó. Thì at least là mình cũng phải theo những cái gì mình đã được học, và mình cũng phải tuân theo những cái điều đó một cách triệt để, để mà mình gọi là có một chút hy sinh để mà xứng đáng lãnh nhận. Vâng, nói tới giữ chay nhé, nói tới giữ chay giờ tôi đối với các chị này. Giáo hội dạy là giữ chay một tiếng đồng hồ, yeah, rồi mình rước lễ. Thế thì tính thời gian giữ chay ấy là thời gian tới lúc rước lễ hay là tới lúc đầu lễ? Đầu lễ. Đầu lễ hay là rước lễ? Con thì chắc mò cần sơ về đi thì con nghĩ là chắc phải đến đầu lễ. Rồi, lát tôi trả lời cho nha. Rồi, anh Quốc Vinh nè. Theo con cũng thấy là những cái tiêu chuẩn mà giáo hội đưa ra đó thì mình cũng phải giữ thôi. Còn cái vấn đề là cái cách nghĩa đó, cái quan trọng là bây giờ là cái cách nghĩa thôi. Cách nghĩa là những người nào mà có sạch tội không, hay là có đúng tiêu chuẩn giáo hội đưa ra hay không, thì cái đó là tùy lên tâm mỗi người, mình đâu có nói được. Cho nên là vấn đề là thí dụ như mình á, thì mình cho là mình cũng có tội, nhưng mà cái tội đó nhẹ nhẹ thôi, chưa cái gì thì mình lên rước lễ. Hay là mình nghĩ là mình cái thời gian mà giữ chay lòng đó mình đủ rồi thì mình lên rước lễ thì vậy thôi. Còn ngoài ra những người khác thì mình không dám xét đoán, mình không dám nói. Nhưng mà bây giờ đúng là cái thời buổi này thì nói về cái tiêu chuẩn rước lễ, những người được rước lễ hay không thì nó đúng là nó khó hơn hồi xưa, nó khó phán đoán hơn. Nên bây giờ mình cũng không biết được nào mình lần nữa, tại vì đúng là như hồi nãy cha nói đó, là giám mục này nói như thế này, giám mục kia nói thế kia, thế mình đứng giữa mình đâm ra mình cũng hoang mang, gần phiêu. cái thách đố này, cái thách đố là như thế này này, là mình tùy lương tâm. Thì như thể là chị Mai Quỳnh nói, ông Biden, Pelosi, Newsom, ông ta thấy rằng cái mình gọi là cái phá thai đó, họ không dùng chữ phá thai. Họ dùng chữ gì? Pro-choice. Họ không nhận họ là người phá thai. Họ là người pro-choice. Và cái pro-choice này thì họ chủ trương là thân xác này là của tôi.
thành tôi có quyền quyết định những gì mà thuộc về thân xác của tôi. Cho nên họ không nhìn cái phá thai như là cái giết người theo định nghĩa của những người Công giáo, mà họ nhìn rằng cái phá thai này là một cái pro-choice, cái lựa chọn của tôi. Rồi luật lệ của Cali chẳng hạn nói rằng là ngay cả đến cái ngày chót rồi đó mà vì lý do này đó vẫn có quyền phá thai như thường, vì được gọi là mạng sống chỉ khi nào mạng sống này nó trở thành danh từ, họ dùng những từ luật mà cắt nghĩa theo kiểu luật đó, là phải thực sự hiện diện như là một cái bản thể riêng biệt. Thế thì nếu mà bỏ lương tâm đó thì họ có lẽ rất lễ thôi, vì lương tâm bảo là tôi đâu có tội, phá thai đâu phải là tội thì tôi đâu có tội. Thì như vậy nó sẽ bị một cái trở ngại là tất cả là đều theo gọi là subjectively, tức là theo cái chủ quan của mình. Và cái chủ quan này thì cũng có thể tốt, có thể là xấu. Tôi là kẻ đi giết người, nhưng mà cái chủ quan của tôi đó, tôi thấy rằng là tôi không có tội, thì tôi cứ rất lễ. Tôi có hai vợ, tôi có ba chồng, nhưng mà theo cái chủ quan của tôi thấy rằng là nhu cầu bình thường của tôi là bởi vì tôi thích ở với lại hai ông một lúc cho nó vui, thì cũng không phải là không có tội, vì tôi có quyền rất lễ hay không. Thế thì mình cũng phải nhận định một số những cái điều kiện khách quan, có nghĩa rằng là chính nó là như vậy thì mình phải theo như vậy. Rồi để mà rút thêm cho cái phần rõ ràng thêm một chút xíu đó, về người bệnh đó, thì giáo hội cho phép rõ ràng là nếu mà mình là người bệnh thì mình, tôi nói vẫn đây đùa đó, là mình vượt trên mọi luật lệ. Nếu mình là bệnh rồi đó, mình không phải giữ một cái luật lệ nào của giáo hội hết đấy, mà chỉ có giữ một cái luật lệ duy nhất của Chúa, đó là luật lệ yêu thương thôi và ơn tha thứ. Chứ mình không phải giữ theo luật lệ nào, thí dụ thể là bỏ lễ ngày Chủ nhật, không sao cả, tôi đang bị ốm, không sao cả. Luật lệ kiêng việc xác ngày Chủ nhật, các bây giờ thì bỏ đi, mà tôi bỏ luôn không sao hết. Tức là tất cả những luật lệ của giáo hội đó, khi mà tôi ốm nặng đó, thì sẽ bỏ hết. Sẽ bỏ hết, không có phải theo, vẫn được như thường. Vậy thì bây giờ nếu mà mình là người bệnh, mình cần phải uống thuốc. Tôi phải uống thuốc vào cái giờ đó. 4 giờ rưỡi là sẽ được rước lễ. 4 giờ 15 y tá mang thuốc tới cho tôi uống như thường không sao hết, bởi vì cái nhu cầu về bệnh nó còn quan trọng hơn là cái nhu cầu để mình rước theo đúng giờ của luật lệ của giáo hội, vì 1 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, nửa đêm luật của giáo hội mà thôi. Thế thì bây giờ đâu là cái tiêu chuẩn nào để rước lễ và không cho rước lễ? Tôi muốn chia sẻ riêng của cá nhân tôi về cái vấn đề này, vì cái hiệp hành đó là cái để mình chia sẻ cái nhìn của riêng mình. Nên cho rước lễ hay là không cho rước lễ, đâu là cái tiêu chuẩn một cách khách quan? Tôi khuyên như thế này đây. Nếu mà quý ông bà, quý anh chị em ở trong những hợp mà chúng ta nói là về gọi bị rối đó, rối về cái vấn đề hôn phối đó, tức là chuyện này chuyện kia hôn phối, hay là thấy cứ vẫn tôi làm y tá, rồi là tôi phải làm ở trong một cái trung tâm này, mà trung tâm này nó cũng có phá thai nữa, chứ không phải là trung tâm này chỉ lo vấn đề đạo, có cả phá thai nữa. Mà đây là cái nghề y tá của tôi. Mặc dù tôi gặp cha sứ bảo rằng là thôi bà hãy đi, ông hãy đi làm một nhà thương khác đi, nhưng mà không kiếm ra việc. Tôi vẫn ở đây tiếp tục. Và tôi biết rằng là có khi trường hợp của tôi là có phá thai ở trong cái thuốc này, khi mà cho họ uống thì uống sẽ bị phá thai chẳng hạn. Những cái trường hợp mà ông bà bối rối như vậy thì một số người đó là thôi cứ lờ đi, là cứ đi rước lễ như thường. Chúa thương yêu, Chúa tha thứ hết. Một số người thì cứ bối rối, nhất là trong gia đình đó, mà có khi bố mẹ con cái cãi nhau lớn tiếng nữa. Thì đây là tôi khuyên như thế này nè. Thông hối là cái quan trọng nhất nếu mình thấy mình sai. Thông hối là quan trọng nhất nếu mình thấy mình sai. Thứ nhì nữa là thông hối bằng cái lòng chân thành của mình. Lòng chân thành nghĩa là như thế nào? Là tôi khuyên đó, quý vị nên gặp một cha ở trong nhà xứ. Cha xứ thì tốt, cha phó cũng được không sao cả, vì cha phó cũng nhiều khi ngài có phải bổn phận báo cho cha xứ biết những chương trình đó. Thì gặp một cha ở trong nhà xứ của mình nhé, chứ không phải là xứ lung tung đâu, tôi xin nhắc lại như vậy. Vì nhiều khi xứ lung tung ngài không có hiểu hoàn cảnh. Xứ của mình nói rằng là thưa cha, cái hoàn cảnh của con như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Con đã cầu nguyện, con đã suy nghĩ, con đến gặp cha để con bàn hỏi. Và theo như lương tâm của con, lương tâm của con sau khi con đã suy nghĩ tất cả như vậy rồi, theo lương tâm của con thì con muốn rước Chúa để cho con thêm lòng can đảm
và được ơn tha thứ, thì ông bà và anh chị em có quyền rước lễ. Tôi nói đây nhiều người sẽ không có đồng ý đâu. Và thưa cha, nó làm sai, họ làm sai nhưng mà họ có sự thống hối. Họ làm sai nhưng mà họ có sự bàn hỏi. Và họ đã hết sức của họ như vậy rồi. Thì tôi muốn đưa một cái khác nữa, cũng là vấn đề luân lý. Và cho tới bây giờ thì giáo hội ngày càng công nhận. Từ cái vấn đề này tôi sẽ đưa ra những vấn đề khác, luân lý. Thứ nhất là hồi mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ngài đưa ra document về gọi là Humanae Vitae, đời sống của con người đó, thì ngài cấm không có cho ngừa thai. Bây giờ ngừa thai trở thành cái tự nhiên rồi, chẳng ai nói là tội nữa. Nhưng mà cái thời đó là không được phép ngừa thai. Thế thì người Công giáo có được ngừa thai hay không? Có nhiều ý kiến khác nhau của từ các hội đồng giáo mục khác nhau. Như hội đồng giáo mục ở bên Mỹ, chúng ta vẫn nghĩ rằng là Mỹ là người cấp tiến. Không đâu. Hội đồng giáo mục Mỹ lúc bây giờ nói rằng là không được phép ngừa thai. Cho tới bây giờ vẫn chủ trương là không được phép ngừa thai nhá. Hội đồng giáo mục Hoa Kỳ đó vẫn không có thay đổi ý kiến đó. Ngược lại, hội đồng giáo mục Đức ấy, thì nói rằng là nếu mà các bạn thấy cần ngừa thai thì thôi cứ ngừa thai đi, vì thà ít con mà huấn luyện con đàng hoàng còn hơn là đông con mà để trở thành du cao bồi du đãng. 6-7 đứa, 7-8 đứa, chỉ cần một đứa du đãng thôi thì cả cái nhóm đó là nó đau khổ hết. Và trong gia đình đó, nuôi một đứa bé đó vất vả, tốn tiền cực khổ, không khác gì nuôi một người lớn thật là lớn, bởi vì phải bao nhiêu cái lo lắng cho nó. Không những chỉ là dạy dỗ mà còn là giáo dục, là còn nuôi nấng, còn đủ thứ cả. Thế thì Đức thì là chủ trương rõ ràng là được phép mỗi ngừa thai thì ngừa, không sao cả. Mỹ thì chủ trương là không cho ngừa thai. Cho tới bây giờ đó là cả hàng mấy chục năm sau rồi, và nhiều người đến xưng tội với tôi đó, tôi không dám nói tội của người ta nhé, nhưng mà người xưng tội họ vẫn lo lắng về vấn đề ngừa thai, chứng tỏ là cái lời dạy dỗ cách đây mấy chục năm vẫn có mạnh với họ lắm. Riêng hội đồng giáo mục Canada thì Canada lại chủ trương như thế này: nếu mà quý vị đã suy xét lương tâm, quý vị đã bàn hỏi, quý vị đã cầu nguyện, quý vị gặp một người hữu trách, tức là một linh mục có trách nhiệm đó, và quý vị đã nói tất cả của quý vị ra, và quý vị thấy rằng là theo quý vị thì cần phải ngừa thai, không ai có thể cho phép quý vị ngừa thai được hết, nhưng mà quý vị thấy rằng chính mình thấy rằng là mình cần phải ngừa thai và lên rước lễ, không sao. Tức là có cái giải pháp là không sao cho cái hoàn cảnh đó. Vậy thì khi mà những vấn đề nào, tiêu chuẩn nào để rước lễ, không nên rước lễ đấy, thì tôi cũng khuyên quý vị theo những cái tiến trình, bởi vì mỗi một hoàn cảnh là một cái khác nhau. Tuy rằng là chúng ta tuy là cùng cái bệnh đấy, nhưng mà cái bệnh này khác bệnh kia, rồi bệnh cái tầm quan trọng của cái bệnh này thì như thế này, tầm quan trọng bệnh khác thì nó như thế này. Cái hay nhất là mình gặp bác sĩ gia đình của mình để họ biết cái hoàn cảnh của mình ra sao. Thế thì bác sĩ gia đình chính là các linh mục ở trong giáo xứ của mình. Nói với kể cho các cha đó nghe, các nhiều khi các ngài bảo chứ thôi tôi bận quá, không sao cả, các ngài bận cũng được, mình nói chuyện qua điện thoại. Mình nhiều người thì thoải mái qua điện thoại hơn. Chính tôi chẳng hạn, tôi lại thoải mái qua điện thoại hơn vì tôi không cần biết họ là ai. Hay là có một số người thích bằng Zoom, hay là bằng bây giờ nó có cái FaceTime. FaceTime quá tốt đi, mình gặp họ, mình nói chuyện qua họ như vậy. Họ không phải đến nơi, vì có những người mà đến gặp các cha nhiều quá đó, sợ gia đình nói hay là người khác người ta nói này nói kia. Nhất là những nhóm Việt Nam hay là những nhóm người Phi Luật Tân chẳng hạn. Có chuyện gì cũng bàn với cha, chuyện gì cũng bàn với cha. Thế thì nếu mà bằng cái FaceTime nói chuyện qua như vậy, tức là đầu tiên là nói chuyện, sau đó là tới cầu nguyện, sau đó tới xét tới lương tâm của mình, và mình có quyền quyết định. Thì đấy là cái đề nghị của tôi như vậy. Vì mình có cả cái khách quan là mình biết nó là sai hay là đúng, có cả cái chủ quan là mình kết hợp với Chúa. Vậy thì rước lễ là cao điểm, là cao điểm. Nhưng mà tôi thì tôi chủ trương rằng là mình không có nên gò bó quá vào cái luật lệ đúng hay là sai. Thì Đức Giáo Hoàng này này, ngài nói một câu mà nhiều người thích nhưng người không thích đương nhiên. Ngài nói rằng là trong vấn đề luân lý của Công giáo chúng ta đó, có rất nhiều cái gọi là gray area. Gray area là nó không phải là black and white, trắng hay là đen,
và gray area, có nghĩa là có thể thế này, có thể thế kia. Rồi là Ngài cũng kể được một cái câu chuyện là có những gia đình mà Ngài gặp, có những người mà Ngài gặp đó, khi mà Ngài làm tổng giám mục ở Buenos Aires, ở bên Argentina, thì Ngài nói rằng tôi có gặp những cô gái giang hồ. Có những cô gái thật là đáng thương. Ở ngoài nhìn vô đó, đó là những cô giang hồ, tức là nó chỉ dễ hiểu là những cô gái điếm đó. Nhưng mà có những người làm nghề gái điếm để mà kiếm tiền. Có những người thực sự họ không biết làm nghề gì thêm nữa. Có những người vì yếu đuối của bản thân. Có những người vì làm để mà nuôi sống con cái của mình. Có những người lười. Ngài cũng đồng ý là có như vậy. Và có những người đáng thương. Thì mình khi mà nhìn thấy cái chung như vậy đó, thì mình bảo rằng là họ là những người sai trái. Nhưng mà có thể biết đâu họ cũng là người đáng thương. Riêng cá nhân tôi nữa đó, thì nếu mà ai mà người ta có cái lòng tốt, có cái lòng thành, để người ta muốn rước lễ, thì mình đưa cho họ cái tiêu chuẩn để họ suy nghĩ, mình suy nghĩ với họ. Rồi sau cùng thì ơn của Chúa ở với họ và họ vẫn thống thối. Nếu mà mình ngặt quá thì chắc là không có Maria Magdalena đâu. Mình ngặt quá thì chắc là không có người phụ nữ ở bờ xứ Jacob đâu. Thế thì tôi vẫn chủ trương là trong giáo hội Công giáo của mình đấy, với tiêu chuẩn rước lễ, tiêu chuẩn thánh lễ, thì bác ái và yêu thương vẫn là quan trọng hơn hết. Nên các chị thì là nghĩ như thế nào về những cái tiêu chuẩn tương tự như vậy mà theo cái lối trình bày của tôi như thế? Hồi nãy cha cũng nói đến vấn đề là những người mà ghê đồng tính luyến ái đó, thì bố mẹ mà biết con cái như vậy thì nên có những lời khuyên thế nào với con cái chưa cha? Khi con mình nó nói như vậy mà bây giờ giới trẻ nó nói là không sao cả, nó vẫn queo không những cái con người đó, tự vì sinh ra là như vậy chứ không phải là muốn như vậy. Tự nhiên nó theo giới trẻ nó nói như vậy thì nó vẫn đi có lễ những và người, nó vẫn rước lễ. Có những người sinh ra là như vậy thật, không giải thích được nhưng mà sinh ra là như vậy. Có những người bị là vì xã hội, bạn bè, xã hội là tò mò, rồi là tự nhiên đến lúc cái tuổi đào phát triển của phái tính đó, thì nó nửa thế này, nó nửa thế kia, rồi sau cùng nó ngưỡng về một hướng thật. Ở trong một số đám đông đó, và ngay cả tự nhiên mình cũng thấy đó, có một số loài cá đó, khi mà nó ở chung với nhau như vậy đó, không có con cá đực á, thì bỗng dưng có một trong số những bầy cá cái đó biến thành con cá đực. Đó là cái vấn đề tự nhiên đấy. Ở trong một cái tập thể chung đó mà toàn là thanh niên không đó, thì bỗng dưng có một vài anh kia nó ẻo lại như là con gái vậy, đóng phim đóng kịch còn hay hơn là con gái nữa, mà nó cũng yểu điệu như vậy, nói chung chỉ muốn đuổi nó ra khỏi nhà dòng thôi. Thì là đám đông là như vậy. Trong phụ nữ cũng vậy, các người ở chung với nhau, tôi không dám nói xấu, nhưng mà những người nữ mà ở chung với nhau đó, thì bỗng dưng có một người bỗng dưng trở nên mạnh mẽ là nam tính lắm. Và những trại tù nữ đó thì luôn luôn là có những cái chuyện vô trong đó bình thường hết, xong bỗng dưng nó trở thành đổi cái bản chất của mình đi, đổi cái inclination, cái hướng của mình đi. Thế thì có một số người là tự nhiên sinh ra, có một số người bởi vì xã hội nó gây ra như vậy. Nếu mà con mình đó, đây là câu hỏi đầu tiên mà câu trả lời luôn đó, nếu là nó là con của con thì con nên làm sao? Câu trả lời luôn đó, nó là con của con. Nó là con của con thì con thương nó. Con thương nó trước và con dạy dỗ cho nó như là con của con. Nó là con của mình rồi. Đúng sai dở, nó là con của mình rồi. Nên dạy cho nó với sự yêu thương, với sự tha thứ, với sự kiên nhẫn. Và tôi tin rằng là Chúa cũng yêu thương mình như là những đứa con đó. Nhiều khi đứa con có thể lạc đường đi nữa, Chúa yêu thương mình. Vâng, con cảm ơn cha và chúng tôi chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tiết mục Mái ấm gia đình. Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997 hoặc email tvastm@gmail.com. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Anthony Đào Quang Chính trong phút suy niệm cuối giờ. Lạy Chúa, khi chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con được rước mình, được rước máu, được rước chính Chúa, thì chúng con cũng sống trong sự khôn ngoan và trong bác ái của Chúa. Xin cho chúng con đừng sợ
khi đến nhà thờ. Cho chúng con đừng mang mặc cảm tội lỗi khi chúng con đến với Chúa. Vì ngay khi chúng con đến với Chúa, đó là tình yêu thương của chúng con dành cho Chúa rồi. Xin cho cộng đồng, xin cho giáo xứ đừng xua đẩy những người không được đúng tiêu chuẩn, nhưng trong tình yêu thương và bác ái, mở rộng vòng tay với tình yêu của Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà và anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được bằng an. Tạ ơn Chúa. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý khán thính giả đã đón nhận. Kính mong quý khán thính giả tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và yểm trợ cho chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng, hầu giúp chúng tôi có đủ phương tiện để phát triển chương trình ngày một hữu ích và lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvastm@gmail.com. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hàng tuần trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua website dòngchúacuthế.us hoặc vào youtube.com với từ khóa TVASTM, hoặc trên apps của cơ sở truyền thông có trên Apple Store và Google Play với từ khóa MHCG. Xin kính chúc quý vị và gia quyến luôn được tràn đầy hồng ân Chúa và luôn được chở che trong vòng tay yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Chúng tôi xin thân ái kính chào.